lúc này đang thi đấu thoải mái. 56 điểm của Phương Nam. Sự chênh lệch rất lớn giữa Phương Nam và Kofikeo ở trận bán kết. Nội dung đối kháng Petrasilat. Công nhận đòn đánh ngã cho vận động viên lúc này đó. Valid draw for the red corner. Và đương nhiên khi trận đấu kết thúc cũng là niềm vui của Nguyễn Trung Phương Nam, một chiến thắng giúp anh có mặt ở trận đấu tranh huy chương vàng hạng 65 kg. Đối thủ ở trận chung kết với Nguyễn Trung Phương Nam sẽ là một trong hai võ sĩ đến từ Thái Lan hoặc Malaysia. Xin được chúc mừng Nguyễn Trung Phương Nam với màn ra quân thuận lợi cho Petrasilat Việt Nam bằng cách 10 điểm. Và chiến thắng đã thuộc về Trần Đình Nam, trận bán kết hạng 75 kg, nội dung đối kháng của Petrasilat. Như vậy là sau Nguyễn Trung Phương Nam thì Trần Đình Nam cũng đã ghi tên mình vào trận tranh huy chương vàng. Màn thể hiện và sự khởi đấu rất tốt của các vận động viên Petrasilat Việt Nam. Chiến thắng xứng đáng. Đều tỏ ra rất thận trọng, không có quá nhiều những tình huống ra đòn. Ra đòn nhanh của Tấn Sang và đã có điểm. Phòng thủ kín kẽ. Rất tốt, một đòn quật ngã của Tấn Sang. Trọng tài đã công nhận đòn đánh ngã của Tấn Sang. 26-18.